Thưa quý vị và các bạn, thành phố Rạch Giá vừa tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 118 ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đối với hộ dân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đoàn đã công bố quyết định cưỡng chế buộc ông Trần Anh Kim, ngụ số 164/18 đường Nguyễn Trung Trực, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại thửa đất số 288-297, tờ bản đồ số 85, tọa lạc trên tuyến đường Lâm Quang Kỳ, khu phố 5, phường An Hòa, do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm A, khoảng 5, điều 15, nghị định số 139, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Đoàn cưỡng chế tiến hành tháo dỡ công trình nhà trọ xây dựng không phép có diện tích ngang 32,8m, dài 8m. Việc cưỡng chế đã hoàn tất ngay trong ngày 22 tháng 6 năm 2022, đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.